Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xã Bồ Sao, huyện Vĩnh Tường đã tập trung nhiều nguồn lực đầu tư xây dựng chợ nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao thương buôn bán và góp phần nâng cao thu nhập cho nhân dân. Tuy nhiên, việc xây dựng chợ nông thôn theo tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn xã gặp khó khăn. Trên thực tế, xã Bồ Sao hiện chưa có chợ nông thôn để cho nhân dân giao thương buôn bán. Trong khi đó, một số chợ tạm, chợ cóc, chợ dân sinh tự phát tại những nơi đông dân cư gây ảnh hưởng đến trật tự giao thông và vệ sinh an toàn thực phẩm. Để hoàn thành tiêu chí chợ trong xây dựng nông thôn mới, xã đã quy hoạch xây dựng chợ trung tâm với diện tích trên 3.000 m². Tuy nhiên, việc xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn xã gặp khó khăn về nguồn vốn. Do vậy, cần có sự hỗ trợ của tỉnh, của huyện. Xã Bồ Sao tập trung huy động mọi nguồn lực, phấn đấu hoàn thành tiêu chí chợ nông thôn trước năm 2015, góp phần thúc đẩy việc giao thương hàng hóa của nhân dân và phát triển kinh tế xã hội địa phương. Với nỗ lực vượt khó và quyết tâm của cán bộ, đảng viên và nhân dân, sau 3 năm triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Sông Lô đã đạt được những kết quả tích cực. Ngoài sự thay đổi rõ nét về đời sống vật chất tinh thần của người dân, hơn 3 năm qua, cơ sở tầng như điện, đường, trường trạm tại hầu hết các địa phương trên địa bàn huyện đã được đầu tư đồng bộ, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu thực tế của người dân. Công tác văn hóa được quan tâm, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, an sinh xã hội được đảm bảo. Đối chiếu theo bộ 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, đến thời điểm này, huyện Sông Lô có 3 xã đã hoàn thành chương trình nông thôn mới vào cuối năm 2013. Có 2 xã đạt 15 tiêu chí, các xã còn lại đều đã đạt từ 7 tiêu chí trở lên. Mặc dù hiện tại vẫn còn một số tiêu chí khó thực hiện như môi trường, cơ sở vật chất văn hóa, tiêu chí về thu nhập, song các địa phương trong huyện đang nỗ lực khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành chương trình theo đúng tiến độ, đặc biệt đối với 2 xã được chọn hoàn thành trong năm 2014. Ngay từ đầu năm thì chúng tôi đã tiến hành rà soát toàn bộ những cái tiêu chí ở các xã theo cái 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Trên cơ sở đó để chúng tôi xác định được cái tiêu chí nào là cái tiêu chí mà còn nhiều khó khăn để có cái sự tập trung hơn trong cái công tác chỉ đạo thực hiện. Để 2 xã Lãng Công và Tân Lập về đích trong chương trình xây dựng nông thôn mới theo đúng kế hoạch, huyện Sông Lô, cấp ủy chính quyền 2 địa phương đã tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chung tay góp sức để hoàn thành từng tiêu chí. Trong đó, nhân dân của 2 xã đã đóng góp trên 30.000 m² đất, hàng nghìn ngày công, nguồn vốn để thực hiện có hiệu quả các tiêu chí giao thông, cơ sở vật chất, nhà văn hóa, thiết chế văn hóa. Huyện Sông Lô chúng tôi đăng ký có 4 xã phấn đấu là về đích trong xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, do cái điều kiện hỗ trợ kinh phí của tỉnh còn có những hạn chế, thế cho nên là huyện chúng tôi chỉ được tỉnh cho 2 xã về đích trong năm 2014. Với cái tiến độ thực hiện như hiện nay và với cái sự quan tâm đầu tư kịp thời của tỉnh thì chúng tôi tin chắc rằng là đến cuối năm 2014 thì chúng tôi sẽ đạt được cái kế hoạch đã đề ra. Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị cũng như sự đồng thuận của nhân dân, chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Sông Lô sẽ được thực hiện theo đúng lộ trình.